trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân trong giây phút hiện tại, bây giờ và đây. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi căn bản quan trọng cho quý vị. Câu hỏi thứ nhất là liên quan tới những cái nhóm bệnh về u xơ, u nang, ung bướu, ung thư, vân vân. Câu thứ nhất, khi mình bị u xơ tử cung hoặc tuyến vú tăng sinh tạo u xơ dù chưa là ác tính thì nguyên nhân là vì sao và làm thế nào mình hạn chế sự phát triển của u xơ hoặc loại bỏ nó? Thì thưa quý vị, ngày hôm nay mình đã được học là gì? Là tất cả các pháp nó đều liên tục thay đổi không ngừng trong vũ trụ, và chúng ta đã học cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ tạo thành các pháp. Từ cái thể năng lượng này nó sẽ tạo ra chất khí, chất dịch và chất rắn, và tất cả nó đều lưu chuyển. Và chúng ta nhớ luật vũ trụ là không gì tồn tại mãi với thời gian, phải không? Vậy thì khi mà chúng ta thấy cái dòng lưu chuyển của mình nó càng chậm lại bao nhiêu thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân là càng ngày chúng ta càng sống về đêm nhiều quá, thu gom tích lũy nhiều quá, đưa vào nhiều quá, vân vân. Thì nó nói chung là tất cả những nguyên nhân từ vật chất đến tinh thần, từ bên ngoài đến bên trong mà nó tích lũy nhiều quá thì nó sẽ sinh ra cái sự tù động bế tắc. Và khi sự tù động bế tắc gia tăng thì nó sẽ làm từ cái mình xuống cái thô, từ thể năng lượng nó chuyển thành ra thể khí. Thành ra có khi mình bị tức, bị đau, bị trúng gió, rồi nó tạo thành ra những cái nang nước, nó tạo thành ra những cái u nang, cuối cùng thì nó sẽ biến thành ra những cái u xơ. Từ những cái u xơ lành tính, nếu mình không chuyển hóa ngược trở lại thì nó sẽ chuyển thành những cái u xơ ác tính, phải không? Thì đó là cái con đường mà chúng ta đã học. Vậy thì khi mà chúng ta muốn chuyển hóa ngược lại thì mình phải lắng nghe cơ thể mình có mặt cho mình trọn vẹn và mình chuyển hóa ngược lại. Thì cái này là chúng ta sẽ học tiếp tục trong những ngày sắp tới, cũng như là trong những cái câu trả lời ở trên trang YouTube mà chúng tôi cũng đã có chia sẻ cho các anh chị em. Thì chúng ta nên cố gắng về nghe trở lại, tức là trên cái trang này nó có hết tất cả những bài giảng, chúng ta phải về nghe lại để chúng ta hiểu, chúng ta nhớ và chúng ta thực tập thường xuyên. Một lần nữa, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái bệnh tật, cái u nang, cái bế tắc, cái ung thư là do mình nuôi dưỡng nó mới tồn tại. Vậy thì bây giờ khi mình thực tập 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày nó sẽ có sự chuyển hóa ngược tất cả những gì bây giờ mình đang làm ngược hết cả. Cái thức ăn quý vị thích là quý vị sẽ không được cung cấp. Những cái thức ăn quý vị không thích thì quý vị được cung cấp. Những cái thói quen bình thường mình không tiếp tục nuôi dưỡng, tức là mình đang chuyển ngược lại như vậy. Vậy thì đây là quá trình chuyển ngược trở lại, từ cái xấu thành cái tốt, từ cái thô từ cái thô thành ra cái mình. Vậy thì khi chúng ta về, chúng ta nghe lại những cái bài học trên này thì chúng ta sẽ được động viên, nhắc nhở và thực tập liên tục. Mình càng thực tập đúng bao nhiêu, lâu bao nhiêu, nhiều bao nhiêu thì mình càng chuyển hóa ngược nhiều bấy nhiêu. Thì lúc đó cái tình trạng của mình nó sẽ có sự chuyển hóa. Và khi nào mình còn tiếp tục thực tập thì mình còn sự chuyển hóa tốt đẹp. Còn mình ngưng thực tập thì ngay lập tức ngưng lại là sự tù động bế tắc nó sẽ tiếp tục gia tăng, sự ô nhiễm nó gia tăng và cứ thế nó sẽ kết tủa lại để tạo thành ra những cái u nang, từ lành tính nó chuyển sang ác tính. Chứ nếu chúng ta can thiệp từ bên ngoài, chúng ta phẫu thuật, tức là chúng ta cắt cái ngọn, thì như vậy nó sẽ tiếp tục tạo ra những cái chỗ khác. Ngay cả đơn giản một cái ví dụ như quý vị thấy sốt, sốt là một triệu chứng căn bản để báo cho chúng ta biết có một cái sự tương tác phản ứng của tất cả những cái rối loạn hay là những cái sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy sốt mà mình không lắng nghe cơ thể, mình không quay tìm trở lại cái nguyên nhân sâu xa, cái gốc của nó, mà mình dùng thuốc giảm sốt một cái là mình chặt đứt cái đầu của nó. Và như vậy nó sẽ đi qua những cái triệu chứng khác, nó sẽ làm cho rối rắm hơn. Vậy thì tất cả những cái u nang, u xơ trong bất cứ một cơ quan nào, từ ở ngoài cơ bắp xương khớp cho đến nội tạng, cho đến nội tiết, đều do cái tình trạng bị bế tắc hết cả. Vậy thì chúng ta phải thực tập chuyển hóa ngược trở lại theo cái mà mình đang thực tập trong cái chương trình thanh lọc. Vậy thì trực tràng
của chúng ta là cái cơ quan dơ bẩn nhất, chứa nhiều rác rưởi nhất, phải không? Cặn bã và vi sinh nhiều nhất. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta ưu tiên, một, đặc biệt là trong những ngày đầu của cái khóa học, là chúng ta phải thải ra càng nhiều bao nhiêu, tối thiểu là 3 lần một ngày, thì như vậy nó mới trống trải, nó mới sạch sẽ được. Và nếu như chúng ta đi phẫu thuật, đi xạ trị, đi hóa trị gì cũng vậy hết, chúng ta nếu chúng ta biết rõ cái con đường nó đã tạo ra thì chúng ta phải chuyển hóa ngược lại. Còn nếu mình dùng một cái bên ngoài mình tấn công nó, xạ trị, chúng ta dùng những cái tia rất độc để chúng ta tấn công nó, hóa trị chúng ta dùng hóa chất độc để chúng ta tấn công nó, vậy thì chúng ta tấn công nó là ai? Nó là những tế bào của chính mình. Thành ra quý vị về nghe lại trên trang YouTube là chúng ta sẽ giải thích rõ ràng hơn cái cơ chế để mình thấy. Cho dù những con vi khuẩn, những con siêu vi khuẩn nó tấn công mình, nó là từ bên ngoài nó đi vào, nhưng mình muốn tấn công nó mình phải qua ai? Mình phải tấn công mình, mình phải tấn công tế bào mình. Vậy thì bây giờ khi quý vị đập cái tay của mình lên cái bàn này, nếu mình đập cái tay nhẹ thì cái phản lực lại nhẹ, mình đau ít. Nếu mình đập cái tay mạnh thì cái phản lực lại mạnh, mình đau nhiều. Vậy thì khi mình dùng một cái gì ngoại lực để mình gọi là điều trị, tức là mình đang tấn công nó, phải không? Nhưng mà nó là ai? Nó đang nằm ngay trong cơ thể mình. Và đó là những con tạm thời gọi nó là từ bên ngoài nó đi vào. Còn đối với cái của mình, gọi là những tế bào ung thư, nó là tế bào của chính mình, nó chỉ phát triển hơi trật đường rầy một tí xíu thôi, chỉ khoảng 20% nó khác biệt tế bào bình thường thôi. Vậy thì đó là lý do tại sao khi mình tấn công gọi là tế bào ung thư, chúng ta thấy cái tác dụng phụ rất mạnh, rụng tóc, đau họng, rồi bị tụt tủy xương, mất hồng cầu, mất bạch cầu, mất tiểu cầu, xuất huyết, không ăn được, không có kháng thể, không có miễn dịch, vân vân. Thành ra nếu chúng ta chọn lựa cái con đường mà sử dụng các cái phương pháp hiện đại thì chúng ta vẫn phải kèm theo cái phương pháp này để đào thải bớt cái độc tố và làm cho nó khai thông cả phần thô thể chất, cả phần mình là tinh thần. Còn nếu chúng ta quyết định đi theo cái con đường này thì chúng ta đi nhanh hơn, bền vững hơn và lâu dài hơn, và chúng ta không tiếp tục làm cái gánh nặng cho cơ thể của mình, đặc biệt là cho hệ miễn dịch hay là các cơ quan nội tạng của mình. Thành ra nếu chúng ta quyết định thì chúng ta phải có một cái quyết định và chúng ta phải thực tập nghiêm chỉnh. Và nếu quý vị lên cái trang YouTube này thì quý vị cũng sẽ thấy những cái chia sẻ của những học viên, từ những cái người trẻ dưới 30 tuổi cho tới những cái người lớn tuổi 70 mấy tuổi, người ta bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối hay là di căn rồi. Có người đã phẫu thuật, có người chưa phẫu thuật, nhưng mà khi thực tập đúng đắn thì từ 3 chu kỳ, tức là 3 tuần đến 6 tuần, 7 tuần thì nó sẽ được chuyển hóa, không còn tế bào ung thư, và cái sức khỏe người ta cũng phục hồi chứ không phải bị te tua tàn tạ như sau khi hóa trị và xạ trị. Thì tất cả những cái trường hợp trong này bị ung thư trực tràng, bị ung thư tuyến giáp, vân vân, thì nếu chúng ta thực tập nghiêm chỉnh, và cái nghiêm chỉnh này nó tùy theo cái mức độ của quý vị thực tập và tùy theo cái khả năng đáp ứng của cơ thể với phương pháp, chúng tôi chỉ hỗ trợ quý vị hết sức thôi. Còn nếu quý vị thực tập nghiêm chỉnh thì có khi một chu kỳ nó sẽ bằng với người khác 3 chu kỳ. Lấy ví dụ như giờ quý vị ngồi, quý vị tập bài hát hay là mình học một cái bài học gì đó, nếu mình dồn hết năng lực của mình tập trung mình học thì có khi mình đọc đi đọc lại 3 lần 5 lần là mình thuộc, mình nhớ rồi. Nhưng mà nếu mình vừa làm việc vừa học, mình phân tâm, mình không tập trung toàn bộ năng lượng công sức của mình, thì như vậy có khi mình đọc đi đọc lại cả 5-10 lần, mình mất cả bao nhiêu ngày mình vẫn không nhớ được, phải không? Thì cái việc thực tập này cũng vậy. Như chúng tôi đã nhắc quý vị cả ngày hôm nay, đó là việc thực tập nghiêm chỉnh như thế nào là cái kết quả mình sẽ gặt hái tương đương như thế đó. Người ta chỉ hỗ trợ mình bên ngoài chứ người ta sẽ không giúp mình được bên trong. Vậy thì tất cả những trường hợp ung thư ở trong này, chúng ta có ung thư trực tràng, ung thư tuyến giáp, hay là các cái u xơ u bướu của tuyến vú hay là tử cung, gì cũng thế hết cả. Và ngày nay tại sao phái nữ bị những cái bệnh này nhiều hơn? Bởi vì chúng ta sống một lần nữa lệch giờ quá, chúng ta sống vào giờ âm, chúng ta thu gom tích lũy nhiều, chúng ta dùng sóng điện từ, sóng điện thoại cũng là sóng âm, chúng ta sử dụng các cái hóa chất, các cái gia vị cũng là âm, độc tố xung quanh của chúng ta cũng là âm,
À, tất cả những cái từ trường đó nó tác động, và thậm chí tất cả các thức ăn của chúng ta, dù là động vật hay thực vật, chúng ta cũng dùng kích thích tố tăng trưởng, thì tất cả những cái đó nó tác động vào cái giới âm giới nữ nhiều hơn. Và đó là lý do tại sao người nữ bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng trong hệ nội tiết là căn bản. Rồi từ đó nó mới đưa qua các cái hệ thống khác, chẳng hạn như hấp thụ, tiêu hóa, bài tiết, chuyển hóa, vân vân. Thì nó một lần nữa là do sự thực tập của mình nghiêm chỉnh hay không thì mình sẽ gặt hái kết quả tương đồng với nhiều 3 cho tới 6 tới 7 chu kỳ liên tục. Rồi những câu hỏi kế tiếp là một học viên đang bị nhiễm virus HPV, đang ở giai đoạn tiền ung thư cổ tử trung, hỏi tham gia mấy khóa thanh lọc để đẩy virus ra. Thì cũng vậy, tùy theo sự thực tập của mình nha, tùy theo sự thực tập nghiêm chỉnh hay không. Và cho dù quý vị sử dụng thuốc nam hay là quý vị sử dụng thuốc bắc, hay là mình sử dụng những cái phương pháp tự nhiên, thì chúng ta cũng phải nhớ là mình đã được học ngày hôm nay, tất cả các pháp đều có mối liên quan mật thiết với nhau hết cả. Tất cả các phần thân của mình đều có mối liên quan mật thiết, và việc nuôi dưỡng hàng ngày của mình cũng có mối liên quan mật thiết với nhau. Vậy thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải làm sao phối hợp chặt chẽ với tất cả những sinh hoạt trong đời sống của mình, chứ không phải là mình nghĩ là mình dựa vào thuốc rồi mình bỏ quên, hay là mình không lắng nghe cơ thể mình trong cái sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc. Và cái điều quan trọng hơn hết mà hầu hết y học ngày nay không quan tâm nhiều, hay là không giải quyết được vấn đề, tức là người ta chỉ trị mình trên cái phần thân vật lý và sinh lý thôi, mà người ta không chạm vào được cái phần tâm lý và tâm linh. Tâm linh ở đây không có nghĩa là tôn giáo. Tôn giáo ngày nay mình cũng đã bị lạm dụng và đã quá sai lầm, quá xa vời với cái tâm linh thực sự của năng lượng vũ trụ và quy luật vận hành của vũ trụ rồi. Thành ra khi chúng ta không chạm vào được những cái tầng này thì chúng ta không trị được bệnh đâu. Lấy ví dụ như cái bệnh ung thư trở lại, là ung thư ngày nay, hai cái ung thư mà giết người nhiều nhất là ung thư trực tràng và ung thư phổi. Đó là hai cơ quan để đào thải chất thải. Chúng ta thấy không? Mình thu gom tích lũy rất nhiều, mà đến cả chất thải mình cũng không chịu thải ra luôn, thành ra nó tù đọng, nó bế tắc. Và những cái mình đưa vào mình nghĩ nó tốt đẹp, nhưng mà khi nó không sử dụng được, không chuyển hóa được và nó không đào thải ra, thì cái càng dinh dưỡng bao nhiêu càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Đấy, thành ra đó là một cái lời cảnh báo. Cũng như tại sao Covid viếng mình tới 3 lần, và điều này chúng tôi đã cảnh báo toàn thế giới đã gần 10 năm nay rồi. Thấy không? Tôi đã cảnh báo 3 cái con virus đó rồi, trước khi cái Covid này đến. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đây là những cái bài học mà chúng ta phải học để chuyển hóa cái nhận thức, cái cách sống của mình, cái mối quan hệ của mình với tất cả những cái cơ quan bộ phận bên trong mình, cũng như với những người thân, người thương và môi trường xung quanh mình, chứ không phải chỉ là cái thuốc men hay là một vài cái tác động bên ngoài là có thể giúp được mình chuyển hóa bệnh tật của mình đâu. Vậy thì đó là những cái liên quan tới cái bệnh nhân bị nhiễm HPV. Và thông thường thì như chúng tôi nói, nếu một bệnh nhân bị nặng nhất, tức là những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối và thậm chí bệnh viện đã trả về, thì nếu chúng ta thực tập nghiêm chỉnh thì có người chỉ 3 chu kỳ là tối đa, có người 5 chu kỳ, có người 6 chu kỳ. Và nếu chúng ta thực tập một cách trọn vẹn, đúng đắn, nghiêm chỉnh 7 chu kỳ thì chúng ta trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta chưa làm được điều đó đâu. Rồi câu hỏi kế tiếp. Buổi sáng dậy thường có cảm giác nặng phần lưng ngang ngực, sau khi ngồi bình yên và làm việc cảm giác đó hết, xin thầy cho biết hiện tượng đó là gì và cần làm gì để hết. Thì thưa quý vị, cũng vậy, tức là khi mà chúng ta sống về đêm thì buổi tối là từ trường âm, thành ra tù động, bế tắc, ô nhiễm. Thành ra chúng ta bị đàm nhớt, đau nhức, ho, ngứa, vân vân, bế tắc, thậm chí như tai biến, đột quỵ, nó thường xảy ra vào buổi tối và buổi sáng sớm.
Do vậy nếu chúng ta mà càng sống về đêm nhiều, càng ăn uống về đêm, ăn uống những chất độc, chất âm, hóa chất vân vân, thì chúng ta sẽ bị cái trạng thái này nha. Thiếu vận động tập luyện, tinh thần không tích cực, và chúng ta sẽ bị cái điều này. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta biết rằng khi buổi tối là chúng ta nằm, phải không? Khi chúng ta ở tư thế nằm thì sáng nay chúng ta đã cảnh báo quý vị, cho dù mình có mệt cách nào, trong giai đoạn này chúng ta không được nằm, hạn chế tối đa cái việc nằm. Bởi vì bình thường chúng ta cứ nghĩ mệt là mình nằm xuống, phải không? Nhưng mà trong cái giai đoạn mình đang dọn rác ra thì như vậy rác trong tất cả hàng tỷ tỷ tế bào nó tống ra. Vậy thì nếu khi chúng ta ở tư thế nằm thì đầu và chân của chúng ta nó cùng một cái lực hấp dẫn của trái đất. Vậy thì chất độc nó sẽ chạy từ đầu đến chân, nó sẽ làm cho mình tức ngực. Chất độc ở đâu nhiều nhất? Ở dưới phần dưới. Bây giờ nó chạy ngược lên trên, nó làm cho mình đau bụng, là làm tức ngực, khó thở, vì nó chật ngay gan, ngay tim, ngay phổi. Nếu nó vượt qua đây, nó lên đây, nó làm cho mình nhức đầu, căng thẳng, rồi mê mờ, loạn tưởng, vân vân. Vậy thì khi mà mình ở cái tư thế nằm như vậy thì đó là những cái khuyết điểm, đặc biệt là trong giai đoạn thanh lọc. Và đó là lý do tại sao khi mà mình ngồi dậy hay khi mình đứng dậy thì lực hấp dẫn nó sẽ phân biệt nặng ở dưới, nhẹ ở trên, thô độc ở dưới và thanh khiết ở trên. Đấy, thành ra khi mà chúng ta ngồi dậy thì chúng ta sẽ thấy đỡ, và đặc biệt là khi mình làm việc làm sao, tức là nó vận động, nó co bóp, nó co thấp, nó di chuyển nhanh hơn, thì như vậy cái sự lưu chuyển nó nhanh hơn. Mà chúng ta nhớ mình học rồi, khi cái dòng lưu chuyển nhanh hơn thì xấu biến thành tốt, tốt biến thành tốt hơn. Rồi khi chúng ta còn được thêm một cái phần nữa là sau khi ngồi bình yên thì mình sẽ có mặt trọn vẹn cho mình thư giãn hơn. Thành ra nó sẽ đỡ hơn, thì đó là chuyện tất yếu thôi. Thành ra chúng ta bây giờ phải tập xem trở lại trong đời sống của mình có sống đúng hay không, và chúng ta về nghe lại bài giảng, hay là nếu chúng ta chưa học thì chúng ta cố gắng tập trung để nghe những cái bài giảng để hiểu được những cái gì mình mắc phải sai lầm trong đời sống hàng ngày của mình, thì mình chỉnh sửa từ cái đó nha, chỉnh sửa từ cái đó. Chứ không có ai giống ai hết, tức là có khi mỗi một người nó sẽ có cái khác biệt. Thành ra mình phải lắng nghe bài cho kỹ, và mình xem thử coi mình sai lầm ở chỗ nào thì mình chỉnh sửa ở chỗ đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta điều chỉnh cái đời sống của chúng ta, gọi là điều chỉnh, chuyển hóa bệnh tật của mình. Tương tự như vậy, một câu hỏi khác: bệnh nhân bị đờm và đằng hắng lâu ngày khó chịu ha, thì như vậy tất cả những trường hợp này đều do chúng ta bị tù động bế tắc. Thành ra thức ăn thức uống âm quá, chất độc nhiều quá, không thích hợp với cơ địa, hay sống về đêm, hay tiếp xúc với sóng điện từ, thiếu vận động, thiếu hít thở, thiếu năng lượng sống của thiên nhiên, thì như vậy chúng ta phải xem lại thử coi cái chế độ ăn của mình có nhiều cái chất âm, có nhiều chất độc, có nhiều chất lạnh, có nhiều chất kích thích hay không. Xem mình có vận động hoạt động đúng đắn hay không. Xem mình có tiếp xúc được với cái giờ dương, cái năng lượng của ban ngày đầy đủ hay không. Vậy thì khi mà chúng ta điều chỉnh, cái đó là điều chỉnh gốc. Còn nếu điều chỉnh ngọn thì quý vị có thể sử dụng cái gì? Chúng ta có thể sử dụng đồ chua, đồ chát và đồ đắng. Ok, bất cứ cái thứ gì có ba cái vị đó, chua, chát, đắng, thì nó sẽ giúp mình giải tỏa hết tất cả những cái đờm nhớt, nó khai thông cho mình. Một bệnh nhân bị lạnh tay chân ngay cả khi thời tiết ngoài trời nóng và ít ra mồ hôi, thì quý vị thấy rõ ràng đây cũng là một cái sự bế tắc, phải không? Bế tắc. Ra mồ hôi là cách giải tỏa kinh mạch và độc tố nhanh nhất và dễ nhất. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy mình thiếu vận động là thứ nhất, thứ hai là tích lũy thu gom ăn uống nhiều, thứ ba là tinh thần suy nghĩ tiêu cực hướng ngoại chứ không hướng nội, và thứ tư là mình sống trong cái điều kiện tiện nghi, mình ở trong phòng lạnh, mình không có đi ra ngoài, không có hoạt động, không có lao động tay chân. Thành ra quý vị có thể thực tập bất cứ cái bài tập thể dục nào mà mình đã học, và mỗi một ngày mình sẽ học được nhiều bài. Nếu quý vị không nhớ thì một lần nữa chúng ta có thể lên cái trang YouTube Tâm Thành Sakya này, thì trong cái phần tập luyện thì sẽ có lại hết. Và mình xem cái bài nào là cái bài mình thích nhất, mình tập nó trước, thì sau đó mình thêm những cái bài khác.
Ít nhất là mỗi một ngày mình phải làm 1 tới 2 lần. Tổng cái thời gian mình thực tập trong một ngày tối thiểu phải được 45 phút cho đến 60 phút. Mình có thể làm một lần trong một ngày, hay tốt nhất là chia làm 2 lần trong một ngày. Tương tự như vậy, một lần nữa chúng tôi nhắc quý vị là quý vị đừng hỏi chúng tôi là ăn cái thứ gì. Ok, mình đã học và được ứng dụng ngày hôm nay rồi. Thức ăn ở bên ngoài thực sự không quan trọng bằng cách chế biến, và cách chế biến cũng không quan trọng bằng cách thức và nghệ thuật ăn. Nhớ chưa? Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn quan trọng nhất. Mình có quyền làm chủ hoàn toàn. Nếu mình trồng tỉa được, nếu mình chế biến được đúng cách và mình kết hợp với cái giai đoạn thứ 3, nó là tuyệt vời. Nhưng mà nếu giả sử mình hoàn toàn không làm chủ được 2 giai đoạn đầu mà mình tận dụng tối đa cái giai đoạn 3, cái quyền làm chủ hoàn toàn của mình, và áp dụng đúng luật vũ trụ, đúng những gì mình đã học và thực tập trưa hôm nay, thì như vậy nó sẽ giúp mình chuyển hóa. Cứ còn nói tốt một cái tâm lý của mình nghe nói tốt một cái là mình lạm dụng, mình làm tới. Ok, và khi mình vừa lạm dụng thì nó đã phản tác dụng liền ngay lập tức. Thành ra nếu mà mình không quay về lắng nghe mình thì mình cứ nghe người ta nói tốt là mình lạm dụng, và như vậy mình quên lắng nghe mình, thì vừa lạm dụng nó là nó phản tác dụng liền ngay lập tức. Về hiện tượng đau nhức xương khớp vân vân, một bệnh nhân sinh năm 47 đang bị đau do tai nạn giao thông, bị té ngồi, lưng vẫn không thể ngồi lâu được. Bệnh nhân hỏi nếu tập kéo dài 3 ngày thì có ổn không? Thì thưa quý vị, sáng nay chúng tôi cũng có nhắc quý vị là gì? Nguyên tắc căn bản của vũ trụ này là gì? Tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng. Chúng ta nhớ chưa? Vậy thì không có gì tồn tại mãi với thời gian. Nhỏ nhất, mảnh mai nhất, vi tế nhất như những sóng năng lượng của vũ trụ, và to lớn nhất như hàng tỷ 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 những thái dương hệ trong vũ trụ này cũng đang vận hành di chuyển liên tục không ngừng. Kể cả cái chúng ta đang ngồi đây, mình tưởng nó nằm yên, có nằm yên không? Thưa quý vị, không. Trái đất đang quay xung quanh trục của chính nó, đang quay xung quanh mặt trời, đang quay xung quanh mặt trăng, nó quay đủ kiểu hết. Nó chỉ chậm lại một tí xíu thôi là sinh ra bao nhiêu thảm họa, nó dừng một cái là nó nổ tung liền tức khắc. Thành ra tất cả vạn pháp đều phải tuân thủ cái quy luật này hết. Thành ra cho dù chúng ta đau cũng phải cố gắng lắng nghe cơ thể mình và vận động tập liền theo đúng cái nguyên tắc căn bản nhất mình đã học là gì? Lắng nghe cơ thể, phối hợp tập luyện với hơi thở và tâm thức, và cân bằng, đối xứng, hợp nhất, hoàn nguyên. Đó là nguyên tắc căn bản. Và cái cột sống của mình nói riêng và toàn thể xương khớp của mình nói chung đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này hết. Vậy thì phải cố gắng tập luyện, đừng nghĩ nó đau mà không tập. Thì đây cũng là một trong những cái sai lầm của y học hiện đại. Khi nó bị sưng khớp, cái không cho tập luyện. Không tập luyện thì nó sẽ khô, lực hấp dẫn mà. Nó sẽ khô, nó sẽ rút cơ, nó sẽ rút gân, nó sẽ khô dịch khớp, vân vân. Vậy thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình và phải tập luyện từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Mở nó ra dần dần, mở cả tâm thức mình, đừng bị kẹt, đừng bị dính, đừng bị chấp, mà đều mở cả xương khớp mình ra, thì lúc đó lực hấp dẫn nó mới bắt đầu tác động. Lấy những chất liệu từ thức ăn, từ sự hít thở, từ năng lượng của vũ trụ xung quanh về để cân bằng, nuôi dưỡng và duy trì sự tồn tại đúng đắn của nó có thể được. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này thì chúng tôi đã trả lời rất nhiều lần, và sáng nay ban tổ chức cũng đã nhắc quý vị, tức là hầu hết, có thể nói là 2/3 tất cả những học viên đi vào các khóa này là đều có bệnh, không nhiều thì ít, phải không? Thì như vậy ai cũng đang dùng thuốc. Vậy thì sáng nay chúng tôi cũng đã nhắc quý vị là chúng ta không nên dùng thuốc. Bởi vì chúng ta khi dùng thuốc là mình bị kẹt vào cái thuốc. Nếu chúng ta chưa chuyển hóa cái nhận thức của mình đúng đắn được liền thì mình cứ để đó để cho mình an tâm thôi. Chứ còn
Trong khi mình sử dụng, lấy ví dụ như quý vị sử dụng thuốc huyết áp là quý vị chỉ sử dụng một loại hay hai loại thôi, nó là thuốc hóa tổng hợp, là hóa chất đem vào có rất nhiều tác dụng phụ. Còn trong khi ở đây mình sử dụng cái gọi là phương pháp tự nhiên, trong cái thức ăn vàng của mình, nếu như mình nói cái tầng thấp nhất đi, nếu mình nói cái tầng thấp nhất là phần thân vật lý này, vậy thì trong cái phần chất cứng này mình có vận động tập luyện, phải không, là một phương thức để cho nó thư giãn, để cho nó lưu chuyển. Như vậy đó là một phương thức để trị liệu. Nếu nói về chất thức ăn thì trong thức ăn của mình, thức ăn vàng của mình có giấm táo là một thứ để trị bệnh cao huyết áp, trị đường cao, mỡ cao. Có chanh, phải không, cũng là một cái thứ để trị bệnh đường, mỡ, ung thư. Nó có dưa leo, có dưa hấu. Tức là trong cái nước vàng của mình có tối thiểu là 5 cái thuốc để trị cái bệnh huyết áp, mỡ hay là đường. Trong cái nước đỏ của mình có 11 thứ, thì trong đó hết 6 thứ rồi, để trị cái bệnh máu cao, đường cao, mỡ cao. Vậy thì mình có nhiều loại thuốc hơn trong thức ăn. Mình có thêm phương pháp vận động xoa bóp, mình có thêm phương pháp hít thở, mình có thêm phương pháp ngồi bình yên và thư giãn. Vậy thì mình dùng cả hơn 10 loại thuốc hoàn toàn tự nhiên phối hợp trong đời sống của mình. Nhưng mà mình cứ nghĩ mình không có dùng thuốc. Vậy thì khi mà quý vị không buông bỏ được cái nhận thức cũ thì mình sẽ không bao giờ lấy được cái thuốc mới một cách tự nhiên hết, mà mình bị kẹt vào cái hóa chất mình đưa vào. Và đó là hóa chất tổng hợp. Nếu con người nói riêng và động vật nói chung có thể sử dụng được hợp chất vô cơ thì mình không phải lệ thuộc vào hệ thống thực vật cây xanh. Mình hít không khí, mình uống nước hay mình ăn đá, ăn đất là mình sống rồi. Đâu phải đi làm ngày 8 tiếng còng lưng đó mệt vậy. Nhưng mà thưa quý vị không, hệ thống động vật nói chung và con người nói riêng chỉ tồn tại được nhờ có hệ thống thực vật. Rau, củ, quả, trái, hạt cung cấp thức ăn, phải không? Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin, muối khoáng, khoáng vi lượng. Cây cỏ cho mình oxy, cho năng lượng sống, cho năng lượng chuyển hóa. Rồi cuối cùng những chất thải của mình trở lại là cái nguồn nguyên liệu vào của thực vật. Thành ra nếu như mà mình không thay đổi được cái nhận thức này thì không bao giờ cái bệnh tật của mình nó được chuyển hóa. Cái điểm nữa là khi quý vị giả sử bây giờ mình có buông được tạm thời một cách hơi gượng gạo mấy ngày thanh lọc, mình nói không dùng thuốc thế nó rồi, nhưng mà chưa chịu thực tập được ngày thứ nhất, mình đã hỏi rồi, thời gian đang thực tập ở đây có nên uống thuốc không, thì sáng nay đã giải thích là không rồi. Nhưng mà có người hỏi vậy thì sau khi thực tập xong về có được uống thuốc trở lại không? Tức là mình bị kẹt, bị dính, mà chúng ta đã nhắc thuốc là dùng để trị bệnh. Vậy thì khi mình không dùng thuốc, mình đã mong muốn cái bệnh của mình nó giảm và nó cuốn gói, nó đi càng sớm càng tốt, phải không? Vậy thì khi mình quyết định dùng thuốc thì nó phải giảm nhanh hơn và nó cuốn gói đi nhanh hơn. Nhưng mà một mặt khác là mình cứ nhớ để mình muốn uống thuốc, mình không dám bỏ thuốc, tức là mình đang trị bệnh và nuôi bệnh. Thành ra cái bệnh của mình nó còn hoài à. Và rõ ràng nó sai cái nguyên tắc trị liệu. Khi dùng thuốc thì bệnh phải giảm dần và cuốn gói đi nhanh. Đằng này càng ngày có khi mình có phải giữ mãi cái liều thuốc đó, có khi chưa đủ mình phải tăng cái liều lên. Tăng liều của một thuốc chưa đủ, tác dụng phụ nó gia tăng thì mình bắt đầu thêm cái thuốc thứ hai. Thêm cái thuốc thứ hai vô nó tạo ra thêm cái cộng hưởng tác dụng phụ nhiều, lại giữ dùng cái thuốc thứ ba để trị tác dụng phụ, là mình dính trùng, làm rối thêm. Vậy thì mình phải nắm vững cái phương pháp này, cái nguyên tắc tự nhiên này, để mà mình có cái niềm tin để mình trở về với cái lối sống tự nhiên của mình. Chứ mình cứ nghĩ tới thuốc, cứ nghĩ tới thuốc thì như vậy mình không bao giờ thoát ra được hết, đó là mình sẽ bị tù. Mình sẽ tự giam mình vào và mình tự làm tổn hại chính mình. Không những trong cái giai đoạn này mà sau khi mình thực tập xong cái giai đoạn căn bản là một tuần lễ, cái mục tiêu ở đây là gì? Sử dụng người thầy thuốc trong chính mình và chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên, không dùng thuốc. Tại vì mình quen cái chữ thuốc đây là thuốc Tây, là thuốc bên ngoài, là thuốc Nam cũng thế luôn. Nếu quý vị chuyển cái thuốc đó thành thức ăn thì quý vị sẽ xem nó như là một cái món nuôi dưỡng mình bình thường. Tại vì khi mình dính tới chữ thuốc là nó đi tới chữ bệnh, quý vị hiểu không? Còn khi mình nghĩ nó là một cái chất dinh dưỡng bình thường, hay là chẳng hạn như khi mình nghĩ rằng ngồi bình yên là một phương thức trị liệu, là một cách nuôi dưỡng, là một
cái thời khóa cần thiết thì quý vị bắt buộc phải đưa nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Tại vì một ngày mình ăn hai bữa đi, mình nuôi cái thân này, vậy thì trong cái con người mình giữa cái thân và cái tâm cái nào quan trọng hơn, giữa cái phần thô và cái mình cái nào quan trọng hơn? Nếu như mình muốn cái thân này nó to nó nặng nó quan trọng mà mình nuôi cái phần thô này, tức là mình ăn thức ăn thô không thôi, vậy thì mình quên mất cái phần mình. Đấy. Vậy thì khi mình quên mất cái phần mình này, mình không ngồi bình yên, không có mặt cho nó, không nuôi dưỡng những thức ăn mình thì lấy gì nó tồn tại? Không tồn tại thì làm sao nó chỉ đạo cái anh chàng này? Thành ra mình phải xem tất cả những cái việc ngồi bình yên của mình, cái việc tập luyện của mình, cái việc hít thở của mình, nó quan trọng còn hơn cả các bữa ăn, thì bắt buộc phải đưa nó vào trong cái thời khóa của mình, trong cái chương trình làm việc hàng ngày của mình. Còn nếu mình coi nó là một cái gì ngoại hạng, cái gì đó là thỉnh thoảng mình mới cần tiến tới, thì mình sẽ không sắp nó vào cái ưu tiên. Thành đó là cái sai lầm của chúng ta. Thì hồi sáng nay có nhắc là nếu quý vị thực tập đúng thì chỉ cần 3 ngày rưỡi thôi. 3 ngày rưỡi là chúng tôi nói lâu á, tức là quý vị thấy đường cao, mỡ cao, máu cao thay đổi trở về bình thường hết. Kể cả những người có những cái ca mà bác sĩ tuyên bố là bị rối loạn nội tiết, phải uống thuốc nội tiết cả đời, thực tập xong trở về bình thường không ai tin. Thì như vậy khi quý vị vào trong cái trang YouTube, quý vị xem cái sự chia sẻ của một số học viên mà có nhiều người không dám chia sẻ trực tiếp, thì quý vị sẽ thấy có những cái trường hợp mình không thể tin được, nhưng mà đó là sự thật. Vậy thì mình phải là cái người chuyển hóa nó, mình phải là cái người thực tập thì nó mới giúp cho mình. Rồi, đó là những cái thuốc bệnh viêm mũi dị ứng. Ở trong này thì chúng tôi không trả lời cho những cái trường hợp không liên quan đến sự thực tập cụ thể nha. Đây là hỏi cho con cháu hay là những người bên ngoài, thì quý vị vào xem trong cái trang này có những cái câu hỏi ngoại khóa. Đấy. Kế tiếp là một câu hỏi nữa về chế độ ăn uống bình thường. Thì với những người bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp thì bao lâu thanh lọc một lần? Cái này cũng có trả lời vào cái ngày cuối, cũng như là đã có ở trong cái trang này, thì quý vị vào cái đó là vào những ngày cuối, ngày thứ tư thì sẽ chỉ rõ cái cách ăn uống trở về nhà như thế nào. Rồi một câu hỏi nữa là một bệnh nhân đã thanh lọc được 7 ngày liên tục và uống dầu 4 ngày liên tục, theo nguyên tắc thầy dạy là 5 đến 7 giờ sáng phải đi đại tiện. Trong thời gian đang tiếp tục uống dầu khoảng 3 chai nữa mỗi sáng, nếu sau 7 giờ chưa đi đại tiện được thì có phải uống thuốc sổ không? Nếu phải uống thuốc sổ để đi đại tiện cho cơ thể trước 7 giờ thì chẳng lẽ phải uống thuốc sổ liên tục trong các ngày uống dầu, vậy có tốt cho sức khỏe không? Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là cái việc uống thuốc sổ chỉ là một cái trợ duyên thôi. Đúng nguyên tắc, khi mà mình thực tập một cách đúng đắn, tuân thủ luật vũ trụ đúng đắn, thì vào cái giờ 5 đến 7 giờ sáng là giờ vũ trụ nó đã kích hoạt cái ruột già mình mạnh nhất và giờ cái lực hấp dẫn mạnh nhất để giúp mình đào thải. Đây là một cái con đường rất tự nhiên. Đấy. Vậy thì khi mà mình không làm được tự nhiên, không đủ sức thì mình mới nhờ cái trợ duyên kia. Và cái mục tiêu của mình là làm sao phải kích hoạt cái chương trình này và phải lắng nghe, phải hợp tác, phải hỗ trợ cho nó để làm sao nó trở về nguyên trạng của nó. Đấy. Cái điều thứ hai nữa là trong cái hỗn hợp dầu, trong hỗn hợp dầu thì nó đã có cái muối sổ, trong hỗn hợp dầu thì nó đã có bưởi, có chanh và có cả chanh dây. Thì tất cả những chất liệu này đều cũng giúp đào thải sổ hết. Và một cái lượng khá lớn nữa là dầu, thì bản thân dầu cũng là một chất nhuận trường, cũng là một chất nhuận trường. Vậy thì nếu chúng ta thực tập đúng đắn thì tự nhiên nó đã hỗ trợ để đẩy mình ra đúng giờ. Thậm chí chưa đến 5 giờ, mình thức dậy giờ nào sau 3 giờ thôi,
3 giờ rưỡi 4 giờ là nó đã đi liền, chứ nó không cần phải 5 giờ đến 7 giờ đâu. Vậy thì mình phải cố gắng làm sao lắng nghe cơ thể mình, kể cả phần thân lẫn phần tâm, hỗ trợ cho nó để nó làm được cái nhiệm vụ đúng đắn của nó. Có khi đâu đó trong phần nào của tâm thức mình vẫn còn lo lắng, vẫn còn sợ hãi, vẫn còn chưa có mặt trọn vẹn cho nó, thì nó chưa làm việc được tối ưu hết cái chức năng của nó, thì lúc đó mình cần sử dụng để hỗ trợ nó. Và nếu trong trường hợp bất khả kháng phải sử dụng trong cái giai đoạn thanh lọc này để nó đẩy hết cặn bã rác rưới ra cho mình, nhưng mà khi trở về đời sống hàng ngày thì chúng ta không nên lạm dụng. Còn trong cái giai đoạn thanh lọc đào thải này thì mình được quyền dùng nó trợ duyên. Quý vị hiểu không? Lấy ví dụ như bây giờ quý vị sống bừa bãi quá, thu gom tích lũy nhiều quá, đồ đoàn trong nhà nhiều quá, bây giờ mình dọn không nổi thì mình cũng phải dọn, rồi mình mướn thêm một cái người tới phụ mình. Nhưng mà nếu như mà mình cứ ỷ vào có tiền, có quyền, cái mình đi mướn người làm, người ta dọn dẹp cho mình, thì mình tha hồ bày bừa, tha hồ thu gom, tha hồ tích lũy chứ gì. Nhưng mà nếu như mà mình tự thân mình đi dọn dẹp thì mình thấy nó mệt quá, ngán quá, cái sau đó mình bớt cái thu gom, mình thay đổi cái nhận thức, không đi mua hàng giảm giá, không thu gom, không tích lũy. Thì như vậy chính mình làm mình mới thấy cái cực của nó, và mình bắt đầu thay đổi cái nhận thức và cái cách sống của mình. Thì tương tự như vậy, khi mà mình đi vào cái chương trình thanh lọc này, rác rưới độc tố nó ra rất nhiều, vậy thì mình mới cần cái sự trợ duyên của những cái chất sổ và mình cần phải đẩy ra nhiều hơn. Đó là lý do tại sao quý vị thấy trong giai đoạn thanh lọc có khi một ngày mình phải đi 3 lần 4 lần, nhưng mà trở về đời sống hàng ngày của mình thì bao nhiêu? 1 lần là đủ. Ok, cũng tương tự như vậy, trong cái giai đoạn thanh lọc này mình uống nước nhiều hơn 3 lít 4 lít, và mình ngày mình có thể đi tiểu 8 lần, thậm chí 10 lần, nhưng mà trở về đời sống hàng ngày của mình 4 lần, tối đa là 5 lần là quá nhiều. Okay. Thành ra trong mỗi cái giai đoạn mình phải biết mình cần làm gì và làm như thế nào, chứ không phải là mình lấy cái này mình ứng dụng qua cái kia thì nó không được. Vậy thì nếu chúng ta lắng nghe cơ thể mình và phối hợp một cách chặt chẽ nhịp nhàng thì mình sẽ không cần dùng thêm thuốc sổ. Nhưng nếu nó vẫn chưa đạt được cái mục tiêu mình mong muốn, cần hỗ trợ thêm thì mình hỗ trợ cho nó. Tuy nhiên cố gắng làm sao lắng nghe cơ thể và phối hợp hỗ trợ cho nó đúng đắn để nó trở về chức năng nhiệm vụ của nó, và có thể sử dụng được trong thời gian thanh lọc, trong thời gian dọn dẹp thì nó vẫn không có cái ảnh hưởng gì nhiều hết cả. Rồi thì đó là một vài câu hỏi căn bản.